Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 116. Ăn thật rồi. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh nuốt xuống Quy Linh Đan, tất cả các võ giả có mặt tại hiện trường ai nấy đều choáng váng. Ai cũng không ngờ tới, Diệp Bắc Minh vậy mà thật sự ăn viên Quy Linh Đan này. Hắn ta mới chỉ là cảnh giới thần quân nho nhỏ, còn chưa bắt đầu nhập đạo nữa, cứ như vậy mà ăn Quy Linh Đan. Cảnh giới quá thấp ăn Quy Linh Đan có tác dụng không? Đây thế nhưng là đan dược quý giá giúp cảnh giới đạo tổ phá tan xiềng xích, tiến vào cảnh giới nhập đạo đấy. Hắn ta nuốt luôn rồi. Lãng phí quá. Rất nhiều võ giả thở ngắn than dài. Cảm thấy thật đáng tiếc. Cũng có người lắc đầu, cái hắn ta ăn không phải là Quy Linh Đan, mà là lối dẫn xuống Hoàng Tuyền. Nếu đến ngay cả trưởng lão của Luân Hồi Tông hắn cũng không chịu nể mặt, trên đảo rùa này Luân Hồi Tông còn có thể e ngại Linh Quy Thiên Tôn mà. Không ra tay, nhưng sau khi thằng nhóc này rời khỏi đảo thì sao, ha ha. Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng cùng cau mày, có chút lo âu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Sở Y Thủy cũng tràn đầy ngạc nhiên. Cô ta cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh vậy mà thật sự lại nuốt viên Quy Linh Đan nhanh gọn đến vậy. Đúng là lãng phí của trời. Lục Thiêu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Bảo Kiếm Phong đè nén lửa giận trong lòng, cuối cùng phun ra một câu, được lắm. Diệp Bắc Minh, lão phu hy vọng cậu có thể tăng thêm vài cảnh giới. Diệp Bắc Minh cũng lười phải để ý đến ông ta. Sau khi nuốt xuống Quy Linh Đan, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh khủng bố đang nở rộ trong đan điền của mình. Khoảnh khắc này, giống như con đê vỡ bờ, sức mạnh vô tận bộc phát từ Quy Linh Đan, hung hăng lao về phía tứ chỉ bạch cốt của anh. Khó trách Quy Linh Đan lại có thể khiến cảnh giới đạo tổ đột phá, sức mạnh đáng sợ đang tràn ngập trong cơ thể mình, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân, bắt đầu tiêu hóa năng lượng trong Quy Linh Đan. Cùng lúc đó, hai luồng hơi thở cảnh giới đạo tôn cũng bộc phát, lại có hai ông lão uống Quy Linh Đan đột phá thành công rồi. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Bảo Kiếm Phong càng lúc càng lạnh. Bản thân ông ta đang ở cảnh giới đạo tôn trung kỳ, nếu dùng thêm Quy Linh Đan thì chắc chắn có thể tiến thẳng đến hậu kỳ. Nếu may mắn đột phá cảnh giới thiên tôn cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc tất cả những dự tính tốt đẹp đó đều bị Diệp Bắc Minh phá hỏng rồi. Trước mặt đám đông, ông ta vẫn giữ vững phong thái của bậc trưởng lão Luân Hồi Tông mà không nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng sớm đã gào thét phải róc xương lóc thịt Diệp Bắc Minh mới hả giận. À! Đột nhiên, một ông lão uống xong Quy Linh Đan thì hét thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Soạt, vô số ánh mắt đổ dồn nhìn sang. Xung kích cảnh giới đạo tôn thất bại, tu vi bị thương tổn nghiêm trọng, bị một đám hậu bối xông lên nâng xuống. Dùng Quy Linh Đan cũng thất bại được, thật đáng tiếc. Dùng Quy Linh Đan cũng không có nghĩa thành công 100%, chỉ có thể nói ông ta không có cái mệnh này. Những võ giả xung quanh xôn xao bàn tán. Nửa ngày sau, toàn bộ 9 ông lão đoạt được Quy Linh Đan đã hấp thụ hết dược lực, trong đó có 6 người thành công tiến vào cảnh giới đạo tôn. 3 người thất bại. Chỉ còn lại một mình Diệp Bắc Minh vẫn ngồi ở quảng trường như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Sao thằng nhóc này vẫn bất động như núi vậy? Dù là thất bại hay thành công thì cũng phải có chút âm vang chứ, nhưng ánh mắt nghi hoặc không ngừng quét tới lui trên người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ngồi ở chỗ đó giống như đang thiền. Đừng nói tới hơi thở báo hiệu cho sự đột phá, ngay cả năng lượng xung quanh cơ thể cũng không hề dao động. Đi thôi, ngày mai Đại hội Thiên Đan sẽ bắt đầu. Vẫn còn một viên Quy Linh Đan có thể tranh giành. Trở về nghỉ ngơi đi, đừng đợi nữa. Những võ giả lần lượt rời đi. Bảo Kiếm Phong đã cùng nhóm người Luân Hồi Tông rời đi từ lâu, chỉ để lại hai đệ tử canh giữ Diệp Bắc Minh từ xa, một khi có tin tức tùy thời báo cáo. Hứa Đại Niên nhắc nhở, hai vị sư muội à đã đến lúc phải đi rồi, tên nhóc này. Tự có tạo hóa của mình. Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh liếc nhau một cái, rồi cùng lo lắng đưa mắt nhìn hướng Diệp Bắc Minh. Người đàn ông này luôn mang lại cho họ một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Không lẽ thực sự là bố của mình sao? Tuy rằng cả hai đều ngờ vực nhưng vẫn rời đi dưới sự thúc giục của Hứa Đại Niên. Trở về nghỉ ngơi đi, Đại hội Thiên Đan ngày mai vừa hay là dịp để kiểm tra trình độ đan đạo của các con ồ. Nghe Hoàng cắn đôi môi đỏ mọng, sư phụ, con muốn ở lại chăm nom anh Diệp. Con chắc chắn chưa? Thiên Cơ lão nhân cau mày. Nếu hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ ảnh hưởng tới màn thể hiện của con vào ngày mai. Nghe Hoàng kiên định trả lời, sư phụ, anh Diệp có ơn đối với con,
ngộ lỡ tại thời khắc đột phá mấu chốt anh ấy lại bị người khác quấy rối thì sao đây? Còn ở lại bảo vệ anh ấy. Vậy được. Thấy Nghê Hoàng kiên trì như vậy, Thiên Cơ lão nhân cũng không tiện nói thêm gì. Lục Linh Nhi cúi đầu, tựa hồ không muốn rời đi. Linh Nhi, con cũng. Sư phụ, không phải người tính ra được anh Diệp là chồng tương lai của con sao? Lục Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, thêm một người ở lại sẽ nhiều thêm một phần sức mạnh, con muốn bảo vệ người đàn ông. Tương lai của mình. Nói đoạn. Gương mặt của Lục Linh Nhi thoát cái đỏ bừng. Ha ha ha, nếu các con đã lựa chọn thì ta liền đồng hành cùng các con vậy. Thiên Cơ lão nhân không dây dưa thêm nữa mà tự tìm một góc, khoanh chân ngồi xuống. Nghê Hoàng cùng Lục Linh Nhi nhìn nhau, chậm rãi đi đến phía đối diện hướng Lily. Ba người hướng Lily, Nghê Hoàng cùng Lục Linh Nhi ăn ý bảo vệ xung quanh Diệp Bắc Minh, tạo thành một thế tam giác vững chãi. Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân ở trung tâm tam giác này. Tròn một đêm ba người đều không chợp mắt, không dám lơ là dù chỉ một chút biến động nhỏ. Ngày thứ hai. Rất nhiều võ giả lục đục trở lại quảng trường, phát hiện Diệp Bắc Minh vẫn còn ngồi ở chỗ đó. Sao tên nhóc này vẫn còn ở đây? Một ngày trôi qua rồi sao hắn ta vẫn dừng ở cảnh giới thần quân vậy? Không thể nào, thiên phú kém cỏi như vậy, ăn quy linh đan rồi cũng không thể đột phá dù chỉ một cảnh giới nhỏ. Mọi người chết lặng, Bảo Kiếm Phong dẫn theo nhóm đệ tử Luân Hồi Tông đi tới, khế cao mày liếc xéo Diệp Bắc Minh, rồi lại nhìn sang hai người đã canh gác suốt đêm qua, Tình. Hình thế nào? Bẩm báo trưởng lão, tên nhóc này suốt đêm không nhúc nhích, hai đệ tử đồng thanh đáp. Ha ha, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi thôi. Lục Thiêu hả hê chế nhạo, cho hắn một viên quy linh đan cũng vô dụng. Hai đầu lông mày Sở Y Thủy cũng xoản lại với nhau, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, chuyện này là thế nào? Tài năng của anh Diệp không kém, nếu không, cũng sẽ không thể giành được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến thiên rêu. Nhưng tại sao anh ta dùng quy linh đan xong lại không có hiệu quả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người của thần ngự tông vừa tiến vào quảng trường liếc về phía Diệp Bắc Minh một cái liền sững sờ tại chỗ. Hàn Tử Linh trực tiếp truyền âm, chị cảm giác được không? Bên trong cơ thể của anh Diệp này dường như có một nguồn năng lượng cực kỳ nóng nảy đang tàn phá bừa bãi. Nhưng có vẻ như những người khác đều không cảm nhận được. Hàn Tử Chân gật đầu, chị cảm giác được rồi tính. Bề ngoài nhìn qua rất bình nhưng bên trong cơ thể lại giống như một cơn cuồng phong dữ dội, máu thịt sôi trào, nguồn sức mạnh đó tựa như đang muốn đột phá. Anh Diệp này, hình như đang áp chế nguồn sức mạnh cho phép anh ta đột phá đói. Hả? Hàn Tử Linh ngẩn người, chỉ nói là anh ta đang áp chế để không đột phá. Ơ ó! Cơ hội để đột phá nhưng lại không đột phá. Còn áp chế xuống. Trên thế giới còn có người như vậy sao? Khi cả hai còn đang bối rối, thì quảng trường càng lúc càng tụ tập nhiều người, còn náo nhiệt hơn hôm qua gấp 10 lần. Bỗng nhiên, bầu trời nổ đùng đoàng, 10 người bảo vệ đảo rùa đạp không mà tới, ngay ngắn đứng xung quanh bức tượng điêu khắc Linh Quy Thiên Tôn. Đại hội thiên đan sắp bắt đầu rồi, mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. 10 người đồng thời hô vang. Giọng nói khuấy động cả quảng trường. Toàn bộ quảng trường thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh. Cổ Nhất Hàn cau mày nói, sao tên nhãi này vẫn còn ở đây? Quảng trường này là nơi diễn ra đại hội thiên đan, người không phận sự đều rời đi cho ta. Diệp Bắc Minh, tôi cho cậu thêm thời gian 10 nhịp thở nữa, nếu còn không đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Sắc mặt ba người hướng Lily, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng đại biến. 10 vị tiền bối, anh Diệp vừa dùng quy linh đan còn đang trong thời khắc đột phá mấu chốt. Các vị tiền bối. Xin mọi người hãy cho anh ấy thêm chút thời gian nữa. Ba người khẩn khoản van xin, 9 người bảo vệ còn lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ. Cùng là người bảo vệ, bọn họ đương nhiên sẽ không thể tát vào mặt Cổ Nhất Hàn. Bèn ngoảnh đầu đi coi như không nhìn thấy. Cổ Nhất Hàn cười lạnh một tiếng, người khác dùng quy linh đan xong nên đột phá thì cũng đột phá từ lâu rồi. Thằng nhóc này mất cả một ngày cũng không đột phá được, không lẽ còn muốn lãng phí thời gian của Đại hội Thiên Đan. Khiến tất cả mọi người đều phải đợi chờ hẳn sao. 10, 9, 8, 7, 6. Cổ Nhất Hàn phớt lờ lời cầu xin của ba cô gái, trực tiếp đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi, thằng nhóc này còn chưa rời đi, vậy để tôi tiễn hắn thôi. Dứt lời. Cổ Nhất Hàn vô tình nhấc tay tóm về phía Diệp Bắc Minh. Một hơi thở màu trắng ập tới.
Sức mạnh không lớn nhưng cũng đủ để đánh bay Diệp Bắc Minh ra ngoài. Nhưng nếu một võ giả đang bế quan tập trung đột phá, thì sức mạnh dù chỉ bằng một sợi tóc tác động tới cũng đều có thể khiến gân mạch vỡ tung, tẩu hỏa nhập ma. Ba bóng người nhanh như chớp lao ra ngăn chặn đòn tấn công của Cổ Nhất Hàn. Bọn họ điên rồi à? Vô số ánh mắt trên quảng trường quét về phía Nghê Hoàng, hướng Lily, Lục Linh Nhi. Thật thú vị, thằng nhóc này đúng là được phụ nữ yêu thích mài. Lục Thiêu cười mỉa. Sở Y Thủy cau chặt mày. Bảo Kiếm Phong phát hiện ra cô ta có gì đó không đúng, Y Thủy, cô quan tâm tới thằng nhóc đó à? Sở Y Thủy giật mình, vội vàng giải thích, bảo lão. Không có, tôi chỉ là đang lo lắng đại hội thiên đan có thể diễn ra bình thường hay không thôi. Tốt nhất nên là như thế. Bảo Kiếm Phong lạnh lẽo phun ra một câu. Các người thật sự dám ngăn cản người bảo vệ. Sắc mặt Cổ Nhất Hàn âm u. Đây là đang thách thức sự uy nghiêm của ông ta. Hướng Lily vội vã giải thích, tiền bối, xin người hãy cho anh ấy thêm chút thời gian. Anh ấy thực sự sắp tỉnh lại rồi. Chỉ cần các người có thể đỡ được ba chiêu của lão phu liền cho hẳn thêm thời gian. Cổ Nhất Hàn lười phải nhiều lời vô ích với họ, ba ngón tay liên vươn thẳng cách không chỉ tới. Trong chớp mắt hơi thở của cảnh giới đạo tổ bộc phát, bóng dáng của ba con xà long trắng như tuyết xuất hiện, xà xuống như một trận tuyết lời. Dùng toàn lực chống lại, hướng Lily hét lên một tiếng, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng không dám chậm trễ. Cổ Nhất Hàn, ông làm như vậy có phải là đã đi quá xa rồi không? Thiên Cơ lão nhân trầm giọng quát một tiếng, ngăn cản thế công của Cổ Nhất Hàn. Gương mặt già nua của Cổ Nhất Hàn lạnh tanh, Thiên Cơ lão nhân, ông làm người trước nay chưa từng gây chuyện. Thế nào, hôm nay ông muốn lo chuyện bao đồng phải không? Thiên Cơ lão nhân thẳng lưng đáp, hôm nay lão phu phải quản chuyện này. Ông quản không nổi đâu, Cổ Nhất Hàn lắc đầu, bàn tay cách không chụp xuống. Hư ảnh của năm con xà long màu trắng dùng khí thế nghiền nát vạn vật đập. Xuống ngực của Thiên Cơ lão nhân. Rắc, 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 năm âm thanh giòn giã nối tiếp nhau vang lên. Thiên Cơ lão nhân nôn ổng ộc ra một ngụm máu đen, nhếch nhác bắn ngược ra xô. Rơi xuống vị trí trước mặt Diệp Bắc Minh. Giọng nói hớn hở của Cổ Nhất Hàn lại vang lên, Thiên Cơ lão nhân, ông cũng không được đâu. Gieo quẻ bói toán mới là sở trường của ông. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ông cũng chẳng khác gì một con kiến. Sư phụ, Lục Linh Nhi cùng Nghê Hoàng gian nan bỏ tới. Xương ngực của Thiên Cơ lão nhân vỡ lìa, có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong. Sư phụ, hu hu, lại một ngụm máu nữa trào ra. Đúng là lãng phí thời gian, mau cút khỏi đây đi. Cổ Nhất Hàn liếc nhìn thời gian, không chút do dự nhấc tay cuộn lên một cơn lốc bay về phía mấy người Diệp Bắc Minh. Sức mạnh trong cơ thể Sở Y Thủy dao động, chuẩn bị ra tay. Chị, chúng ta giúp họ đi, không biết vì sao trong lòng Hàn Tử Linh lại dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu. Trong lòng Hàn Tử Chân cũng lo lắng không thể giải thích được, bèn gật đầu đồng ý. Giây tiếp theo, tôi từng nói ngay cả ông tôi cũng giết, ông coi câu nói đó là đùa cợt sao? Một giọng nói giống như vọng tới từ hầm băng vang lên. Cái gì? Tất cả mọi người đang có mặt đều đứng hình. Ngạc nhiên nhìn cùa, chỉ thấy đôi mắt của Diệp Bắc Minh, người đã ngồi im suốt một ngày trời chậm rãi hé mở, kèm theo đó là sát ý nồng đậm. Xiết một tiếng gầm vang lên, growl, y, một con huyết long hung hãn lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, đập mạnh về phía Cổ Nhất Hàn. Cổ Nhất Hàn dù gì cũng là cường giả cảnh giới đạo tổ đỉnh phong, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, ông ta lập tức phản ứng lại, nhóc con, cậu dám ra tay với người bảo vệ sao? Lần này cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu nổi cậu. Ông ta căn bản không coi Diệp Bắc Minh ra gì. Ông ta giơ tay lên muốn tóm lấy con huyết long đang lao tới. Chuẩn bị bóp nát nó tại chỗ. Chính vào khoảnh khắc năm ngón tay tiếp xúc với con huyết long, Cổ Nhất Hàn cảm thấy mình như vừa chạm phải thế đáng sợ nhất trên thế gian vậy. AP tiếng la hét kinh hoàng vang lên. Mọi người trên quảng trường sợ hãi phát hiện, cánh tay của Cổ Nhất Hàn vậy mà đang thực sự bốc cháy. Ngọn lửa bùng cháy. Trong giây lát, một cánh tay của ông ta đã biến thành tro bụi. Soạt, phần thiên chi diễm, ngọn lửa đứng đầu trong dị hỏa. Toàn trường bị sốc. Hai con mắt của Bảo Kiếm Phong gần như muốn rớt ra ngoài, thằng nhóc. Này vậy mà lại sở hữu dị hỏa. Con mẹ nó, phần thiên chi diễm, thật sự là phần thiên chi diễm. Nhóc con, là cậu giết đệ tử Triệu Trần của tôi sao, một vị trưởng lão của bá tông tức. Giận gầm lên. Một ngày trước,
ông ta vừa mới đến đảo rùa thì phát hiện ra đám đệ tử của mình chết ở nơi dừng chân. Hiện trường có khí tức cu ả phần thiên chi diễm. A, à, cứu, cứu tôi. Dị hỏa nhanh chóng lan rộng, Cổ Nhất Hàn hoảng sợ, điên cuồng gào lên kêu cứu. Dị hỏa thiêu rụi mọi thứ, đạo tổ cũng không ngăn cản được. 9 người bảo vệ còn lại thấy vậy, lập tức phản ứng lại, Diệp Bắc Minh, mau dừng tay. Chúng tôi mệnh lệnh cho cậu, mau thu hồi phần thiên chi diễm. Diệp Bắc Minh không chỉ không để ý đến lời của 9 người họ, ngược lại còn hung hãn hét lên, nổ cho ta. Con huyết long được ngưng tụ bởi phần thiên chỉ diễm lao tới trước người Cổ Nhất Hàn, quấn chặt lấy ông ta. Cái ôm của thần chết. Xì xì xì. Mùi thịt cháy bốc lên, lan ra trong không khí. Đừng, bùm, cơ thể của Cổ Nhất Hàn nổ tung. Phần thiên chi diễm thiêu đốt từng miếng thịt trên người ông ta, đốt chúng thành cho rồi rụi tắt. Làm xong tất cả những chuyện này, Diệp Bắc Minh ngoáy ngoáy tai, lên tiếng với 9 người bảo vệ, xin. Lỗi, các người vừa mới nói gì cơ? Nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ. Lời này vừa vang, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Anh ta không chỉ giết chết Cổ Nhất Hàn mà còn dám ầm với những người bảo vệ khác. Hứa Đại Niên trợn trừng mắt, khiếp sợ không thôi. Những thành viên khác của Thần Ngự Tông cũng rối bời không kém. Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh cũng ngẩn người không dám tin. Trong đám người Luân Hồi Tông, Lục Thiêu cười khẩy, thằng nhóc này dám nói chuyện với người bảo vệ đảo rùa như vậy đúng là điên thật rồi. Hắn chết chắc rồi. Ở bên cạnh, Y Thủy, sao vừa rồi tôi cảm nhận được thần lực của cô có chút dao động vậy? Bảo Kiếm Phong ngoái đầu nhìn Sở Y Thủy hỏi, vừa rồi lúc Cổ Nhất Hàn tung chiêu cuối cùng, nếu tên nhóc này không tỉnh lại từ trạng thái thiền định, thì cô, có phải sẽ ra tay rồi hay không? Vừa nói ánh mắt ông ta như móc câu ghim chặt lấy Sở Y Thủy. Một áp lực tinh thần cực lớn ập tới. Trưởng lão, tôi. Sở Y Thủy kinh ngạc. Cô ta quả thực đã sẵn sàng ra tay, nhưng vừa rồi hơi thở của cô ta được che đậy rất kỹ càng, không lẽ bị trưởng lão phát hiện ra rồi? Bảo lão, tôi là thấy Cổ Nhất Hàn tiền bối ra tay, được chứng kiến cảnh giới đạo tổ đỉnh phong xuất chiêu nên có chút kích động thôi, Sở Y Thủy chột dạ giải thích. Vậy sao? Bảo Kiếm Phong híp mắt, vẫn như cũng nhìn Sở Y Thủy chòng chọc không tha. Lúc này, lời nói của một người đàn ông trung niên trong số 9 người bảo vệ đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Bảo Kiếm Phong. Diệp Bắc Minh, cậu thực sự không sợ chết à? Không chỉ tàn nhẫn giết hại Cổ Nhất Hàn mà còn dám nói với người bảo vệ như vậy. Hoàng Minh Phong, một trong 10 người bảo vệ, đạo tổ đỉnh phong. Diệp Bắc Minh phì cười, người bảo vệ, ha ha ha, các người rốt cuộc là đang bảo vệ đảo rùa làm cái gì? Hoàng Minh Phong hừ lạnh, chúng tôi không bảo vệ, chẳng lẽ do cậu tới bảo vệ sao? Diệp Bắc Minh cười giễu cợt, vậy tôi hỏi ông, đảo rùa có bất kỳ quy định nào ngăn cấm võ giả đột phá trên quảng trường này không? Cái này, Hoàng Minh Phong ngập ngừng. Diệp Bắc Minh giống lên một tiếng, đừng do dự nữa, trả lời tôi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn hướng Diệp Bắc Minh, thầm nghĩ tên nhóc này cũng quá hung dữ rồi, vậy mà dám quát măng cả người bảo vệ đảo rùa. Hoàng Minh Phong mặt đầy phẫn nộ, tên tiểu xúc sinh này dựa vào đâu mà trách mắng ông ta như vậy, Diệp Bắc Minh, đảo rùa quả thực không có quy định rõ ràng, nhưng đại hội thiên đan sắp bắt đầu rồi. Một mình cậu chiếm dụng quảng trường. Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời ông ta, nếu đã không có quy định, vậy tôi sai ở đâu? Vấn đề thứ hai, đại hội thiên đan có quy định rõ ràng cấm võ giả ngồi thiền trên quảng trường khi đại hội khai mạc không? Nếu như ngồi thiền ở quảng trường thì người bảo vệ phải thô bạo xua đuổi họ ra ngoài sao? Nói xong lại đảo mắt nhìn về phía 8 người bảo vệ còn lại, các người cũng có thể cùng nhau suy nghĩ xem, có quy định như vậy sao? Cái này, 8 người bảo vệ còn lại cau mày lắc đầu. Quả thực không có. Hoàng Minh Phong nổi cơn tam bành, Diệp Bắc Minh, cho dù không có. Diệp Bắc Minh lớn tiếng hét lên, lại một lần nữa ngắt lời ông ta, cho nên, Cổ Nhất Hàn đánh đuổi tôi. Dùng thân phận người bảo vệ tổn thương tới những người bạn của tôi há không phải là mượn việc công báo thù tư sao? Người bảo vệ đảo rùa không tuân theo luật lệ, tôi giết ông ta thì sai ở đâu? Im lặng tới mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Nghẹn họng không nói lên lời. Mí mắt mọi người điên cuồng giật giật, mấp máy môi, trời lên nhóc này. Giết người bảo vệ đảo rùa ngay trước mặt mọi người sao còn nói tới mức hắn ta mới là người chiếm lý vậy? Ngươi đừng nói. Còn thật sự không nên nói. Mọi người đều bần thần. Thằng nhóc này đang ngụy biện đó.
Lục Thiêu xém chút nhảy dựng lên. Bảo Kiếm Phong nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, còn có thể bới móc hắn sao? Ít nhất trên lý thuyết đúng là vậy. Xem ra lão phu đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi. Cái này, đầu óc Lục Thiêu có chút trống rỗng. Như vậy còn không sai sao? Không đáp lời được nữa phải không? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Minh Phong, từng bước ép sát tới, bây giờ ông trả lời tôi. Ông giúp một người vệ bóp méo quy định nói chuyện, là có mục đích gì? Hoặc là nói, ông cũng chuẩn bị nối bước ông ta. Vừa nói anh vừa đi về phía Hoàng Minh Phong. Ngạo nghễ ngất trời. Cậu, Hoàng Minh Phong mấy lần bị cắt ngang đã tức đến nổ phổi, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giận dữ hét lên, cậu cái gì mà cậu? Trả lời tôi, là có hay không? Phải, thì đã thế nào? Hoàng Minh Phong đã hoàn toàn không nhẫn nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngày gầm lên, mẹ nó. Thứ tạp chủng, đừng tưởng rằng mày dùng quy linh đan. Xong, đột phá lên một cảnh giới lớn liền cả gan hỗn xược ở đây. Hôm nay lão phu không làm người bảo vệ của đảo rùa nữa, cũng phải bóp. Chết tiểu xúc sinh như vậy tại đây. Bảo Kiếm Phong lắc đầu, xong rồi, Hoàng Minh Phong mắc câu R. Lục Thiêu cau mày, bảo lão, cho dù Hoàng Minh Phong nói ra lời trong lòng thì đã sao, thằng nhóc này còn dám ra tay. Câu này còn chưa nói xong. Khóe miệng Diệp Bắc Minh đã nhếch lên ý cười quái tôi chờ nãy giờ. Đây chính câu mà. Thân hình anh lóe lên. Sải một bước đã xuất hiện trước mặt Hoàng Minh Phong, hơi thở thuộc cảnh giới nhập đạo hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Suốt một ngày Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh từ quy linh đan. Cảnh giới cũng từ thần quân nhảy vọt lên nhập đạo đỉnh phong, con đường mà anh bước đi chính là đạo vô địch. Khí thế của một quyền dồn nén tới cực điểm. Mang theo tiếng rồng ngâm lao về phía Hoàng Minh Phong. Tiểu xúc sinh, chết đi cho lão phu. Hoàng Minh Phong tức giận đến mức cả gương mặt già nua vặn vẹo, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhấc tay tung ra một quyền về Diệp Bắc Minh. Bùm! Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, tại khoảnh khắc vừa tiếp xúc. Hoàng Minh Phong liền biết cánh tay này của mình phải phế rồi. Ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh mang tính hủy diệt cực mạnh rót thẳng vào từng bó cơ trên tay, mỗi một tấc xương thịt chớp mắt đều nổ tung. Không thể nào, mày không phải cảnh giới nhập đạo, mày cũng là đạo, tổ. Còn chưa dứt câu. Năm ngón tay từ trên không trung ụp xuống, rơi xuống đỉnh đầu của Hoàng Minh Phong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hoàng Minh Phong còn chưa kịp phản ứng lại. Xương đầu nổ tung tại chỗ. Thân thể như tấm rẻ rách rơi thẳng xuống đất. Làm sao có thể? Toàn bộ quảng trường như vỡ òa. Hắn giết chết một đạo tổ đỉnh phong như Hoàng Minh Phong rồi. Lục Thiêu kinh hãi, cả người như tắm trong mồ hôi lạnh, con người xém chút rớt ra ngoài. AP Sở Y Thủy vừa kinh ngạc vừa mừng vui, vội vàng che lại miệng nhỏ. Không đúng. Bảo Kiếm Phong gầm lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh truy hỏi. Nhãi con! Cậu căn bản không phải là mới bước vào cảnh giới nhập đạo, mà đã đột phá tới đạo tổ phải không? Sức mạnh mà cậu phát huy ra vừa rồi căn bản không phải là thực lực của đạo tổ sở hữu được. Nhóc con, cậu mà giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân chính của cậu nhất định phải nằm ở tầm đạo tổ đỉnh phong. Lời này vừa vang, toàn trường lại sôi trào. Trời đất ơi! Cả người Hứa Đại Niên đầm đìa mồ hôi. Cậu ta không lâu trước đó còn cảnh cáo qua Diệp Bắc Minh. Nhóc con này, không, vị tiền bối này sẽ không ghi thù đó chứ. Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh thì há hốc miệng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sùng bái. Hả, cảnh giới đạo tổ. Hai người Lục Linh Nhi, Nghề Hoàng cũng sững sờ, ngỡ ngàng nhìn hướng Lily hỏi, cô Hướng, anh Diệp là cảnh giới đạo tổ sao? Tôi cũng không biết, hướng Lily cũng là một dáng vẻ mù mờ không hay. Chỉ có Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ông ta có một đôi thiên nhãn, tất nhiên có thể nhìn ra được Diệp Bắc Minh căn bản không phải cảnh giới đạo tổ, mà là nhập đạo hàng thật giá thật. Điều này so với việc Diệp Bắc Minh là cảnh giới đạo tổ càng khiến người ta mắt trợn mắt há mồm. Diệp Bắc Minh cau mày, có chút thất vọng nhìn Bảo Kiếm Phong, hai, vẫn là bị ông nhìn thấu rồi. Nhóc con! Cậu có thể giấu được người toàn thiên hạ nhưng duy chỉ có lão phu là không thể, Bảo Kiếm Phong hừ lạnh. Diệp Bắc Minh lười phải giải thích với ông ta. Anh quay người đi tới bên Thiên Cơ lão nhân, hướng Lily, Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng, lấy ra vài viên đan dược đưa cho họ. Hiệu quả chữa lành của đan dược này không tồi, mọi người dùng trước để hồi phục vết thương đã.
Bốn người một ngụm nuốt xuống đan dược rồi tự mình ngồi xuống trị thương. Một lát sau, Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng, đáng tiếc là ba người chúng ta đều bị thương, xem ra không thể tham gia đại hội thiên đan lần này nữa rồi. Tiền bối, có cần điều kiện gì để tham gia đại hội thiên đan không, Diệp? Bắc Minh hỏi. Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm một lúc nói, U Diệp, cậu cũng muốn tham gia đại hội thiên đan à? Diệp Bắc Minh mỉm cười, không lẽ không được sao? Võ giả xung quanh lại đứng hình, trời đất ạ, vừa giết chết hai người bảo vệ, còn muốn tham gia đại hội thiên đan. Một viên quy linh đan có thể giúp anh đột phá một đại cảnh giới. Nếu tham gia đại hội thiên đan, rồi có thêm một viên quy linh đan nữa, thế thì cũng không phải là không được. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, chỉ e là không được. Cậu Diệp, để phòng ngừa có người đục nước béo cò, đại hội thiên đan yêu cầu phải báo danh trước 3 tháng. Hơn nữa phải tham gia buổi tuyển chọn chung nữa. Bây giờ cậu muốn tham gia thì muộn rồi. Không ngờ. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, cái này đơn giản mà, tôi bái tiền bối làm thầy là được. Trở thành thành viên của Thiên Cơ môn thôi mà. Cái gì? Mọi người trên quảng trường đưa ra, còn có thể như thế hả? Euro ó vẻ Thiên Cơ lão nhân đã đoán trước được, khóe môi ông ta sắp cong lên tận trời rồi nhưng vẫn cố ra vẻ lắc đầu khó xử. Không được, thế sao được? Thực lực của lão phu còn không bằng cậu. Diệp Bắc Minh NH đang định lên tiếng. Được rồi đồ nhi, giờ không còn sớm nữa, đại hội thiên đan sắp bắt đầu rồi. Làm một cái lễ bái sư trước rồi nói tiếp. Diệp Bắc Minh, mọi người, không phải nói không cần à. Diệp Bắc Minh cũng không nói lời vô nghĩa, anh quỳ xuống bái Thiên Cơ lão nhân rồi nói, đệ tử Diệp Bắc Minh, tham kiến sư phụ. Đứng lên đi, ha ha ha, mau. Ha 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 ha, đồ đệ ngoan mau đứng lên đi. Thiên Cơ lão nhân cong môi cười, hai tay đặt lên vai Diệp Bắc Minh đỡ anh đứng dậy. Nghe Hoàng Phỉ cười, si, Diệp đại ca, không đúng. Bọn ta vào môn trước đệ, tính ra đệ là tiểu sư đệ của bọn ta. Mau gọi sư tỷ đi. Khóe môi Diệp Bắc Minh giật giật, cô có chắn cô muốn làm sư tỷ của tôi không? Lục Linh Nhi khẽ cười một tiếng, làm sư tỷ của người ta rồi thì không được làm chức khác nữa đâu. Nghe Hoàng nghẹn lời, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, thôi vậy. Chúng ta cái nào ra cái đó, anh gọi sư phụ là sư phụ, tôi vẫn gọi anh là Diệp đại ca thôi. Cùng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ tượng đá linh quy bên cạnh, Cổ Nhất Hàn thật sự chưa làm trọn chức trách của người thủ hộ đảo rùa. Diệp Bắc Minh giết chết Cổ Nhất Hàn, xóa sổ quy tắc đảo rùa, vô tội. Hoàng Minh Phong tự nguyện từ bỏ thân phận người thủ hộ đảo rùa, uy hiếp Diệp Bắc Minh ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh giết Hoàng Minh Phong, vô tội. Mọi người trên quảng trường xôn xao, kinh ngạc nhìn sang bên đó. Cái này như trò trẻ con vậy, không ngờ Diệp Bắc Minh lại vô tội thật á. Chí ít về mặt lý thì Diệp Bắc Minh đúng, những người thủ hộ khác cũng không tìm được vấn đề gì. Hai người thủ hộ cứ chết như thế, rồi giờ vô tội, không đợi mọi người nghĩ thêm. Trận khôi hài này kết thúc tại đây, đại hội thiên đan sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các thí sinh tham gia chuẩn bị, những người không có phận sự hãy lùi ra khỏi khu vực thi đấu. Theo tiếng ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, mặt đất ở quảng trường Linh Quy rung chuyển dữ dội. Mặt đất xung quanh tượng đá Linh Quy Thiên Tôn, hàng chục ngàn viên gạch lát sàn lớn từ từ nhô lên, rồi tạo thành hàng vạn cột đá cao hơn 10 mét. Tám người thủ hộ đảo rùa còn lại bước ra một bước, sau đó mỗi người lấy ra một kiện pháp khí. Bọn họ rót thần lực vào pháp khí. Pháp khí nở rộ ký hiệu không gian, hình thành các bức chắn tỏa ra hào quang trong suốt. Phong tỏa hơn vạn cột đá bên trong, các thí sinh chuẩn bị. Đan sư của các tông môn lớn đang đứng trong đám đông, thấy thế mỗi người đều lấy ra một miếng lệnh bài màu đen, tìm lấy một cột đá rồi leo lên. Tử Chân, Tử Linh, dựa vào hai người đấy. Hứa Đại Niên nói, hai người gật đầu, sau đó mỗi người tìm một cột đá đứng lên. Thiên Cơ lão nhân lấy một miếng lệnh bài màu đen ra đưa cho Diệp Bắc Minh, Minh à, quan trọng là tham gia. Sư phụ yên tâm, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh chủ động leo lên cái cột đá trống bên cạnh Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh. Còn bên Luân Hồi Tông, Lục Thiêu và bốn lão giả khác đều lấy ra lệnh bài màu đen rồi leo lên cột đá. Lục Thiêu còn đặc biệt chọn cái cột đá ở bên cạnh Diệp Bắc Minh, tên nhóc kia, cậu che giấu kỹ thật đấy. Thực lực cảnh giới đạo tổ. Giống bản công tử. Nhưng nếu bàn về trình độ trên phương diện luyện đan, e là cậu phải thua rồi không ngại cho cậu biết này, bản công tử luyện đan, luyện võ đều siêu.
Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, chẳng thèm để ý. Anh đang nghĩ thầm, nếu mình mà có thêm một viên quy linh đan nữa, chắc chắn có thể tiến vào. Cảnh giới ngộ đạo, có khi còn lên luôn cảnh giới hợp đạo ý chứ. Này cậu kia, cậu sợ à? Không tự tin vào bản thân hả? Lục Thiêu vẫn không tha. Diệp Bắc Minh vẫn nhắm mắt. Ha 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 ha. Lục Thiêu cười run cả vai, sợ thì nhận đi, cậu ăn một viên quy linh đan mới thăng được lên cảnh giới đạo tổ. Chắc trước đây cậu đã chịu nhiều khổ cực lắm nhỉ? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 2 vạn tuổi hay 3 vạn tuổi? Năm nay bản công tử 13.000 tuổi, đang ở cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Viên quy linh đan này tôi buộc phải chiếm được. Đợi tôi giành được viên quy linh đan này, tôi có thể tiến vào cảnh giới đạo tôn ở tuổi 13.000. Đến lúc đó, cậu sẽ biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Bắc Minh còn chẳng cảm thấy tức giận một tí nào. Trong lòng dư ra cảm giác cạn lời. Cái tên này, sao mà lắm trò thế? Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh đang ở bên cạnh quay đầu nhìn sang. Lục Thiêu cứ nói dai, Diệp Bắc Minh thì trả lời một chữ cũng lười. Lệp Bắc Minh, vì sao cậu không nói gì? Trả lời bản công tử đi. Nói. Một phát cả chàng dài, thế mà Diệp Bắc Minh chẳng thèm đáp lại một từ, Lục Thiêu sốt cả ruột. Như thế thì trông mình có vẻ ngốc nghếch. Đùi Diệp Bắc Minh, cậu có dám cá cược với bản công tử không? Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Lúc này anh mới thấy có hứng thú, khóe miệng hiện ra vẻ hứng thú. Lần đầu tiên anh đáp lại Lục Thiêu, cược cái gì? Lục Thiêu lắc đầu cười lạnh, tôi đã là đan sư tứ đỉnh rồi, cược gì thì cậu cũng thua thôi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc nói, đan sư tứ đỉnh, đây là cảnh giới đan đạo gì vậy? Cảnh giới cao nhất của người luyện đan, không phải là đan tôn cấp 9 à? Mọi người sửng sốt, mọi người kinh ngạc nhìn sang. Lục Thiêu cũng ngây ra vài giây, sau đó hắn ta cười ầm lên, ha 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 ha. Nhóc con, đan tôn cấp 9 ý hả? Đó là cảnh giới phế vậy gì vậy? Cậu thật là, tôi buồn cười quá. Ha ha ha, đến đan sư tứ đỉnh là gì cậu cũng không biết hả? Phía dưới, mọi người xôn xao, đan sư tứ đỉnh mà cũng không biết, thế chẳng phải là đang hồ nháo à? Tên nhóc này, thực lực võ đạo thì rất mạnh, nhưng ở phương diện đan đạo, có vẻ vẫn còn tay mơ lắm. Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, tôi chỉ không hiểu cách phân cấp của các anh thôi. Cuối cùng Lục Thiêu cũng thấy tự tin hơn, hắn ta lắc đầu chế nhạo, nhóc con, thế thì cậu nghe cho rõ đây. Đan tôn cấp 9 luyện chế đan dược phổ thông, đúng là đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Bất kể là chất lượng đan dược, hay vỏ ngoài viên đan, đường vân. Của viên đan, đan y các kiểu đều đạt đến cực hạn. Nhưng cậu phải biết, có những đan dược, không thể luyện chế thành công chỉ với một lò, mà phải chia ra để luyện chết. Lúc này thì cần đan sư khống chế cùng lúc vài cái đỉnh luyện đan. Khống chế 2 đan đỉnh một lúc, hơn nữa đan dược luyện ra từ mỗi đan đỉnh đều đạt đến chất lượng của đan tôn cấp 9, thì có thể được gọi là đan sư. 2 đỉnh. Tuy khống chế cùng lúc hơn 1 đan đỉnh thì yêu cầu thần hồn phải tập trung hơn gấp 10 lần. Nhưng bản công tử có thể khống chế 4 đan đỉnh một lúc, đan dược luyện chế ra đều đạt chất lượng đan tôn cấp 9. Thế nên, bản công tử là đan sư tứ phẩm, cậu có luyện cả đời cũng không đạt được cảnh giới đấy đâu. Nói một phèo hết luôn. Mặt hẳn ngạo nghễ. Diệp Bắc Minh cũng hiểu ra, hóa ra là vậy, tôi học được rồi. Ha 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 hai. Lục Thiêu cười vui vẻ, nhóc con, cậu có được không vậy? Diệp Bắc Minh nghĩ gì đó rồi gật đầu, nếu chia cấp theo việc khống chế đan đỉnh, vậy chắc tôi ở cảnh giới có thể khống chế mấy trăm đan đỉnh cùng lúc đấy. Anh vừa dứt lời. Toàn bộ quảng trường Linh Quy im lặng như tờ. Mọi người há hốc miệng, nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ vậy. Mấy trăm cái. Tên này đang nằm mơ à? Trên thực tế, lúc Diệp Bắc Minh ở lĩnh vực tuyệt đối, anh đã điên cuồng luyện chế một số lượng lớn đan dược. Một đan đỉnh, anh còn chê vì tốc độ quá chậm. Nên khi luyện đan anh đã bắt đầu luyện cùng lúc 2 đan đỉnh, rồi đến 3 đan đỉnh, 4 đan đỉnh. Rồi đến mấy trăm đan đỉnh. Anh làm vậy chỉ vì để tiết kiệm thời gian, anh hoàn toàn không biết giới đan đạo lại lấy cái này để chia cấp bậc. Thế sao, cậu có thể khống chế mấy trăm đan đỉnh cùng lúc hả? Lục Thiêu nghiền ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh, cậu khống chế được nhiều đan đỉnh như vậy, thế thì cậu cầm chắc vị trí quán quân đại hội thiên đan à? Nếu đã vậy, chúng ta cược xem cậu có lấy được vị trí quán quân ở đại hội thiên đan không, cậu thấy sao? Nếu cậu không giành được vị trí quán quân, cậu phải quỳ gối trước Lục Thiêu tôi.
kính cẩn tặng phần thiên chi diễm của cậu cho tôi. Ngoài ra, đời này cậu không được luyện võ, luyện đan nữa. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Bắc Minh. Đồ nhi, đừng đồng ý với cậu ta, Thiên Cơ lão nhân la to. Diệp đại ca, tên này cố tình khích anh đấy, hắn không có ý tốt đâu, đừng đồng ý. Hướng Lily, Nghê Hoàng cũng nói theo. Đến cả Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh cũng không kìm được nhắc nhở, Diệp công tử đừng hành động theo cảm tính. Thần Ngự Tông tôi chủ yếu nghiên cứu đan đạo, thầy của hai chúng tôi còn là đan sư thất đỉnh. Nhưng dù thầy chúng tôi có tới, ông ấy cũng không dám khẳng định mình có thể lấy được vị trí quán quân. Anh xem vị tiền bối kia tên là Thương Bình lão nhân, đan sư thất đỉnh. Còn có vị cổ u tiền bối kia nữa, đan sư bát đỉnh. Còn có vị đại sư hỏa mãng đây nữa, ông ấy cũng là đan sư bát đỉnh, ông ấy còn có một con hỏa mãng phun ra chân hỏa làm trợ thủ, thực lực có thể so với đan sư cửu đỉnh. Hàn Tử Chân chỉ vào mấy lão giả. Thương Bình lão nhân, cổ u, hỏa mãng đại sư, ba người lạnh lùng nhìn sang. Hiển nhiên là họ không tin Diệp Bắc Minh có thể khống chế mấy trăm đan đỉnh cùng một lúc. Lục Thiêu cười quái dị bảo, đừng thế chứ, Diệp đại đan sư có thể khống chế cùng lúc mấy trăm đan đỉnh cơ mài. Thế nào cậu ấy chẳng giành được vị trí quán quân trong đại hội thiên đan, đúng không? Nếu đã vậy, sao không cược một phen? Hay là cậu không dám? Diệp Bắc Minh bình thản nói, việc gì tôi lại không dám? Tôi cược với anh. Xem ra tên này mắc mưu R bảo kiếm phong túm chặt chòm râu. Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh, Thiên Cơ lão nhân, Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng, mặt mấy người họ biến sắc. Tiếp đó, giọng Diệp Bắc Minh vang lên. Nếu tôi thua, tôi bảo đảm đời này tôi sẽ không luyện võ, luyện đan nữa. Phần thiên chỉ diễm, tôi cũng tặng anh. Nhưng, nói đến đây, anh chuyển hướng. Nếu tôi thắng thì sao? Lục Thiêu biết, Diệp Bắc Minh không có khả năng thắng, thế nên hắn tiện tay giơ nhẫn chữ vật lên. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật này có mấy chục dược liệu hơn 10.000 năm tuổi, với ba gốc dược liệu 500.000 năm tuổi. Một gốc dược vương 100 vạn năm, ít nhất cũng trị giá hơn 500 triệu tinh thần thạch. Nếu cậu thẳng, tự nhiên những thứ này đều của cậu hết. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu. Sao nào, cậu không dám cược à? Lục Thiêu nhíu mày, cậu vừa nói trước mặt bao nhiêu người như thế, giờ cậu định đổi ý à? Cho dù tôi lấy phần thiên chỉ diễm ra bán đấu giá ngay bây giờ, chắc chắn nó cũng trị giá từ 500 triệu tinh thần thạch trở lên. Hỏa mãng đại sư lên tiếng, phần thiên chi diễm đứng thứ ba trên bảng dị hỏa, thuộc loại thiên hạ chí dương chỉ hỏa. Nếu loại lửa này mà mang ra đấu giá, thì dù có ra giá 10 tỷ tinh thần thạch, cũng có tông môn sẵn sàng mua. 10 tỷ, ông ta vừa dứt lời, mọi người đỏ hồng mắt, đây đúng là một con số trên trời. Cho dù là thế lực như Đạo Tông, Bá Tông, bỏ ra 10 tỷ tinh thần thạch xong cũng nghèo. Trừ phi là cỗ thế lực như Luân Hồi Tông, tông môn lắm tài nguyên và tài sản thì mới có thể bỏ ra 10 tỷ tinh thần thạch. Lục Thiêu nóng nảy rồi, cậu, tôi lấy đâu ra 10 tỷ tinh thần thạch chứ? Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, không có 10 tỷ tinh thần thạch, anh đòi cược dị hỏa với tôi. Lục Thiêu á khẩu không trả lời được. Thì ra là vậy, thằng nhóc Diệp này thật thông minh. Thiên Cơ lão nhân hiểu ý cười một cái, không cần từ chối thẳng, ra một cái giá cược mà Lục Thiêu không theo nổi. Trận đánh cược ngang ngược này, không thành rồi. Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh cũng thoáng yên tâm. Đến cả Sở Y Thủy cũng không kìm được nhếch môi cười, Diệp công tử thông minh thượng thừa. Lão phu cược với cậu. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn sang Bảo Kiếm Phong. Bảo lão. Sở Y Thủy giật mình. Dưới ánh nhìn của mọi người, Bảo Kiếm Phong nhếch môi cư minh, lão phu đại diện Luân Hồi Tông chấp nhận trận cá cược này. Ông ư. Diệp Bắc Minh giả bộ tỏ vẻ khó xử. Nhưng trong lòng thì đang cười thầm, tiểu tháp, cá cắn câu rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phỉ nhổ, bổn tháp biết ngay tên nhóc cậu không có ý tốt mà, làm gì có chuyện cậu thỏa mãn chỉ với vị trí quán quân đại hội thiên đan chứ. Bảo Kiếm Phong cười nói, sao nào? Không được à, Lục Thiêu là đệ tử của Luân Hồi Tông, nó không có 10 tỷ tinh thần thạch, chẳng lấy Luân Hồi Tông tôi. Cũng không có. Tôi lấy thân phận trưởng lão Luân Hồi Tông ra bảo đảm, hôm nay chúng tôi cược 10 tỷ tinh thần thạch với cậu. Xin tám vị thủ hộ giả đảo rùa và tất cả các tông môn đang có mặt ở đây làm chứng. Giọng nói kích động vang lên, vang vọng khắp đảo rùa. Diệp Bắc Minh cười nhẹ, 10 tỷ tinh thần thạch này, tôi xin vui lòng nhận lấy vậy.
Mọi người trên quảng trường Linh Quy đều có vẻ mặt kỳ lại, rốt cuộc Diệp Bắc Minh lấy đâu ra tự tin vậy. Đúng vào lúc mọi người đang nghi hoặc, một giọng nói uy nghiêm vang lên, đã đến giờ, Đại hội Thiên Đan chính thức bắt đầu. Thể lệ vẫn như những năm trước, cửa thứ nhất, thi tốc độ. Trong vòng một canh giờ, ai luyện chế ra nhiều đan dược từ tôn phẩm trở lên sẽ giành chiến thắng, ít nhất phải có một đạo đan văn. Đan y, đan mạc, không yêu cầu. Mỗi người chỉ được sử dụng một đan đỉnh. Một người thủ hộ lấy ra một nén nhang dài 1 mét. Đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa, châm nhang. Khi nén nhang này cháy hết, vòng một sẽ kết thúc. Bây giờ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, 10.000 luyện đan sư tham gia Đại hội Thiên Đan bắt đầu lấy ra đan đỉnh rồi điên cuồng luyện đan. Đám Thương Bình lão nhân, Cổ U, Hỏa Mãng đại sư, tay trái khống chế một đan đỉnh, tay phải thì đốt lửa xử lý dược liệu. Cơ hồ chỉ trong chốc lát đã luyện xong một lò đan dược. Lục Thiêu nhanh chóng xử lý dược liệu. Mới qua nửa canh giờ, Lục Thiêu đã luyện chế ra 300 viên đan dược. Tốc độ này, trừ mấy vị kia ra, thì đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Không biết thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia luyện thế nào rồi. Lục Thiêu vô thức liếc sang bên Diệp Bắc Minh, sau đó hắn kinh hãi hô một tiếng, đù mét. Không ngờ Diệp Bắc Minh không có dùng đan đỉnh, mà tay này bốc một nắm dược liệu, tay kia thì khống chế ngọn lửa. Đặt lên chốc ngọn lửa nướng luôn, cơ hồ là trong nháy mắt, dược liệu đã hóa thành viên đan. Hết viên đan dược này đến viên đan dược nọ hạ xuống bàn ngọc ở trước mặt. Sao có thể chứ? Lục Thiêu ngây người, không dùng đan đỉnh vẫn luyện được đan. Những đan sư khác trông thấy cảnh tượng này, bọn họ kinh ngạc nhìn sang. Sư phụ ơi, sao Diệp đại ca lại làm được vậy ạ? Phía dưới cột đá, Nghê Hoàng trợn tròn mắt. Lục Linh Nhi cũng nghi hoặc nhìn sang, sư phụ, làm vậy cũng được ạ? Hai mắt Thiên Cơ lão nhân sáng ngời, ông ta không kìm được cười to. Ha ha ha, lúc nãy vi sư còn lo cho thằng nhóc này, giờ xem ra lo là thừa. Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là sao? Sư phụ, người đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi truy hỏi. Thiên Cơ lão nhân cười giải thích, tác dụng của đan đỉnh là khống chế nhiệt độ ngọn lửa, tên nhóc này khống chế lửa đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cho nên không cần đan đỉnh, có thể trực tiếp dùng lửa luyện đan luôn. Làm vậy vừa đỡ tốn sức vừa đỡ tốn thời gian. Tên nhóc này. Đang làm biếng đấy. Làm biếng ý ạ. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi ngây người. Đang ở tình huống này mà vẫn làm biếng được á. Nhưng, Thiên Cơ lão nhân nghiêm mặt lại nói, hành vi này rất hao tổn thần hồn, một khi lơ đễnh một cái. Đan dược luyện ra đều hỏng hết, như thế sẽ tốn thời gian hơn. Hơn nữa tốc độ luyện đan của tên nhóc này, cũng không nhanh. Lục Thiêu cũng nhận ra. Tuy Diệp Bắc Minh không dùng đan đỉnh, trực tiếp dùng lửa luyện đan. Nhưng tốc độ đúng là không nhanh. Mình cố gắng thêm, chưa chắc đã thua cậu ta. Không để ý chỗ Diệp Bắc Minh nữa. Hừ, chỉ có mẽ ngoài. Lãng phí nhiều thần hồn như thế, hai cửa sau thì thi kiểu gì. Bảo Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng. Một canh giờ nhanh chóng qua đi. Hết giờ, dừng tay. Tất cả các thí sinh tham gia đều dừng lại, lau mồ hôi trên trán. Hơn 10.000 thiếu niên leo lên cột đá. Nhanh chóng thống kê số đan dược mà các thí sinh luyện chế. Sau khi 8 người thủ hộ nhận được danh sách, nét mặt họ hơi là lạ, bọn họ liếc Diệp Bắc Minh một cái. Hạng nhất, Diệp Bắc Minh, 3.780 viên. Cái gì, hạng nhất là Diệp Bắc Minh á? Mọi người sửng sốt, hiện trường ồ lên. Hạng 2, Hỏa Mãng Đại Sư, 3.916 viên. Mọi người đưa ra. Hỏa Mãng Đại Sư quát, mấy người tính kiểu gì vậy? Không biết đếm à. Diệp Bắc Minh 3.780 viên. Lão Phu 3.916 viên. Tại sao thằng nhóc này đứng hạng nhất, Lão Phu lại hạng hai? Không chỉ có Hỏa Mãng Đại Sư, các tu võ giả khác ở hiện trường đều nghi hoặc nhìn sang. Chẳng lẽ 8 người thủ hộ đảo rùa lại thiên vị Diệp Bắc Minh ngay trước mặt quần chúng? Vẻ mặt của 8 người thủ hộ đảo rùa hơi là lạ, bọn đưa mắt nhìn nhau, lão giả áo xám tuyên bố thứ hạng nói, nếu Lão Phu bảo ông, 3.780 viên đan dược do Diệp Bắc Minh luyện chế đều là tôn phẩm. Có 9 đạo đan văn, đan mạc hoàn mỹ thì sao? Gái gì? Giọng Hỏa Mãng Đại Sư run lên. Các tu võ giả, đan sư đang có mặt ở đây đều hóa đá ngay tại chỗ. Một canh giờ. 3.780 viên đan dược tôn phẩm. Tất cả đều có 9 đạo đan văn, đan mạc hoàn mỹ. Nói dối à? Không có khả năng.
Hỏa Mãng đại sư quát lên một tiếng, lão phu không tin. Lão giả áo xám không nói hai lời, vung tay lên phát 3.780 viên đan dược mà Diệp Bắc Minh luyện chế vào tay 3.780 đan sư. Thương Bình lão nhân, Cổ U, Hỏa Mãng đại sư, Lục Thiêu, Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh. Mỗi người cầm lấy một viên. Những người nhận được đan dược đều cúi đầu kinh ngạc. Nhìn đan dược trong tay. Sao có thể chứ? Lục Thiêu hoảng đến nỗi run cả giọng, một canh giờ mà luyện ra 3.780 viên đan dược tôn phẩm có 9 đạo đan văn, con mẹ nó còn có đan mạc hoàn mỹ nữa. Sao có thể chứ? Nét mặt Bảo Kiếm Phong trở nên ngưng trọng, tên nhóc này. Sở Y Thủy ở bên cạnh kích động siết chặt nắm đấm. Ở bên kia, Hướng Ly Ly, Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi đang đứng quanh Thiên Cơ lão nhân, ba người kích động đến nỗi suýt thì nhảy lên. Những người khác có mặt tại hiện trường cũng ngây người, choáng váng. Thế cho nên khi lão giả áo xám tiếp tục đọc bảng xếp hạng, không ai nghe. Lọt tai nữa. Hạng 3, Cổ Yêu Ai 3.755 viên. Hạng 4, Thương Bình lão nhân, 3.690 viên. Hạng 7, Hàn Tử Chân, 3.200 viên. Hạng 8, Hàn Tử Linh, 3.196 viên. Hạng 9, Lục Thiêu, 3.001 viên. Hạng 100. Lão giả áo xám đọc một hơi hết danh sách, 100 người này tiến vào vòng 2, những người còn lại tiếp tục cố gắng vào lần tới. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, cửa thứ 2 sẽ bắt đầu đúng giờ. Lão giả áo xám vừa nói xong, chuẩn bị đi. Đột nhiên, một giọng nói thản nhiên vang lên, tôi thấy không cần phải thế đâu. Suýt TL. Mọi người sửng sốt, cả đám quay sang nhìn Diệp Bắc Minh. Lão giả áo xám nhíu mày, Diệp Bắc Minh, cậu nói vậy là ý gì? Diệp Bắc Minh cười, ý tôi là, không cần thiết phải đợi nửa tiếng nữa, và cũng không cần cửa thứ hai gì đó nữa. Vào luôn vòng cuối thì sao? Quán quân đại hội thiên đan, tôi cầm chắc rồi. Dù sao mấy người cũng chỉ tới cho đủ số lượng thôi. Anh vừa dứt lời. Toàn trường xôn xao. Diệp Bắc Minh, cậu mạnh miệng thật đấy. Cậu chỉ mới giành hạng nhất ở cửa thứ nhất thôi, thế mà cậu dám bảo cậu cầm chắc hạng nhất của đại hội thiên đan ư hai. Nhóc con, cậu tưởng cậu không dùng đan đỉnh, một giờ luyện ra hơn 3.000 viên đan dược tôn phẩm có 9 đạo đan văn, đan mạc hoàn mỹ thì cậu giỏi lắm à? Rất nhiều người lên án. Diệp Bắc Minh thật sự quá kiêu ngạo. Thiên Cơ lão nhân sợ đến nỗi mí mắt giật giật. Lục Linh Nhi nuốt nước miếng, sư phụ, người bói toán vô địch, người có bói được màn này không? Bảo Kiếm Phong cũng sửng sốt, không rõ rốt cuộc Diệp Bắc Minh muốn làm cái gì. Thương Bình lão nhân đen mặt, Diệp Bắc Minh, đúng là cậu có chút thiên phú trên lĩnh vực luyện đan, nhưng cậu cũng mạnh miệng quá rồi đấy. Hỏa Mãng đại sư nói với giọng ồm ồm, nhóc con, cậu phải biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cậu nói vậy, rất dễ đắc tội người khác. Diệp Bắc Minh cười, xin lỗi, cho dù tôi có đắc tội các ông, thì sao? Toàn trường xôi trào. Đù mét. Con mẹ nó, nói thế thì cũng kiêu ngạo quá đi. Đám tám người thủ hộ bên lão giả áo xám cũng nhíu chặt chân mày. Sau khi trao đổi kín với nhau qua truyền âm, lão giả áo xám nhìn về phía 99 tuyển thủ còn lại, mọi người nghĩ sao? Thương Bình lão nhân bước lên một bước nói, lão phu đồng ý. Cổ U lạnh lùng gật đầu, lão phu cũng đồng ý. Hỏa Mãng đại sư nổi giận đùng đùng nói, lão phu cũng đồng ý, nhưng lão phu có điều kiện. Nếu cậu ta mà thua, thì phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với toàn bộ đan sư đang có mặt trên quảng trường Linh Quy, rồi thừa nhận vừa nãy mình xuất khẩu cuồng ngôn. Ngoài ra, cả đời này không được nhắc đến hai chữ luyện đan. Được, tôi đồng ý. Chúng tôi cũng đồng ý. Quảng trường xôn xao ầm. Bất luận có phải đan sư hay không, mọi người đều cao giọng hô to. Hi tu. Lục Thiêu hít một ngụm khí lạnh, cảnh này đáng sợ quá. Diệp Bắc Minh đã làm cho nhiều người tức giận, cậu ta chết chắc rồi. Lão giả áo xám gật đầu, được, nếu mọi người đều có không ý kiến. Lão Phu cũng không nói thêm gì nữa, chúng ta sẽ tới luôn vòng cuối của Đại hội Thiên Đan. Vẫn theo quy tắc cũ, đề thi năm trong tượng Linh Quy Thiên Tôn. Mọi người vận thần hồn giao tiếp với tượng Linh Quy Thiên Tôn, thì sẽ nhận được một đan phương. Chỉ cần ai luyện chế ra đan dược viết trên đan phương đầu tiên, người đó sẽ giành chiến thẳng. Bắt đầu. Lão giả áo xám hạ lệnh. Mọi người bước đến trước tượng đá Linh Quy Thiên Tôn, vận thần hồn thăm dò. Trong phút chốc,
trong đầu mọi người đều hiện lên một đan phương. Đùi. Vào khoảnh khắc Diệp Bắc Minh nhìn thấy đan phương trong đầu mình, anh không kìm được bật ra câu chửi thề, sau đó anh hít một ngụm khí lạnh nói, xì. Tiểu tháp, Linh Quy Thiên Tôn đang chơi tôi à? Đan phương trong đầu Diệp Bắc Minh. Hiện ra ba chữ rõ ràng, Quy Linh Đan. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghỉ hoặc, sao thế? Ngay cả cậu cũng gặp rắc, dối à? Diệp Bắc Minh giải thích, thứ tôi giành được là phương pháp luyện chế Quy Linh Đan. Cái gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khựng lại, cảm thấy có chút khó tin, Quy Linh. Đan, Linh Quy Thiên Tôn này vậy mà đem phương pháp luyện chế Quy Linh Đan cho cậu. Nhóc con, như vậy há không phải là cậu tiến không được lùi cũng chẳng xong sao? Nếu luyện chế ra Quy Linh Đan nhất định sẽ trở thành mục tiêu nhắm tới của vạn người. Nếu luyện chế thất bại, vậy cuộc đánh cược giữa cậu và Luân Hồi Tông cũng coi như thua rồi. Diệp Bắc Minh sao có thể không biết bản thân đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan? Linh Quy Thiên Tôn rốt cuộc có ý gì? Vậy mà giao một phương thuốc quan trọng như vậy cho anh. Cùng lúc đó, thanh âm của ông lão áo xám cũng vang lên, tôi tin mọi người. Đều đã lấy được công thức đan dược của cuộc thị, vì đại hội thiên đan lần này đảo rùa chúng tôi đã chuẩn bị hàng triệu loại dược liệu. Mọi người có thể tùy theo thành phần trong công thức đan dược để lựa chọn, mỗi người chỉ có một cơ hội luyện đan thôi. Thành công hay thất bại, không giới hạn thời hạn. Cuối cùng, lão phu muốn nhắc nhở một câu, chớ nghĩ tới việc bản thân giành được phương pháp luyện chế xong rồi tùy tiện luyện một viên đan dược để lừa gạt qua cửa, bởi đan dược thành phẩm mà các vị luyện chế ra sẽ được chính. Linh Quy Thiên Tôn kiểm tra. Lời cảnh cáo này đã triệt để chặt đứt ý nghĩ của những người muốn đầu cơ trục lợi. Bây giờ thì bắt đầu thôi, ông lão áo xám hét lên. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, hàng trăm tủ thuốc từ trên trời rơi xuống xung quanh bức tượng Linh Quy Thiên Tôn. Trong tủ thuốc có hàng triệu dược liệu mặc người lựa chọn, mùi thuốc nồng nàn ngắt mũi. Đan sư tham dự thấy vậy đều cấp tốc tìm kiếm dược liệu theo đan phương mà mình nhận được. Một vài đan sư tốc độ khá nhanh, sau khi tìm được dược liệu thậm chí còn trực tiếp bắt đầu luyện đan. Một lúc sau, cả quảng trường tràn ngập mùi thuốc. Đột nhiên, một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, đan đỉnh của một đan sư nổ tung, khóe miệng rỉ máu. Ông lão áo xám lạnh nhạt hô, đan đỉnh bị tổn hại, loại. Mọi người đều tất bật việc riêng căn bản không còn ai có thời gian rảnh chú. Ý tới Diệp Bắc Minh, ngay cả Lục Thiêu cũng không chớp mắt nhìn chăm chú đan đỉnh của mình, cẩn thận từng ly khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Diệp Bắc Minh thu gom tất cả dược liệu cần thiết cho Quy Linh Đan rồi trở về vị trí của mình. Nhóc con, cậu định lựa chọn thế nào? Thực sự muốn luyện chế Quy Linh Đan sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi. Diệp Bắc Minh liếc hai người Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh một cái. Họ đều đang tập trung cao độ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mồ hôi lăn dài trên gò má thanh tú của họ. Tuy rằng không biết tại sao Linh Quy Thiên Tôn lại giao cho tôi công thức của Quy Linh Đan, nhưng nếu ông ấy đã đưa rồi, thì tất nhiên là hy vọng tôi có thể luyện chế ra nó trước mặt mọi người. Vậy cứ luyện chế Quy Linh Đan đi, chỉ cần luyện chế thành công, liền biết Linh Quy Thiên Tôn muốn làm cái gì. Anh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Anh lấy ra đỉnh thái cực, rồi ném toàn bộ dược liệu đã xử lý xong vào trong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong quảng trường không ngừng truyền tới tiếng hô loại bỏ. Nửa ngày sau, trong số hàng trăm vị đan sư tham gia chỉ còn lại khoảng chục người. Mau nhìn Thương Bình lão nhân xem, một mình điều khiển 7 đan đỉnh. Không hổ là đan sư thất đỉnh. Kỹ thuật khống chế lửa đúng là xuất thần nhập hóa hồ. Còn có tiền bối cổ U, sở trưởng của ông ấy là khống chế chất lượng đan dược, cùng một loại đan dược nhưng thành phẩm của ông ấy lại có chất lượng cao nhất. Đây chính là thải lân mãng sao. Nghe nói ngọn lửa mà nó phun ra chỉ đứng dưới dị hỏa thôi. Bên cạnh đại sư hỏa mãng là một con thải lân mãng dài hơn 10 thước đang phun lửa. 8 đan đỉnh đồng thời luyện chế, hương thơm của thuốc không ngừng bay tới. Lúc này, một mùi cháy khét bỗng truyền tới. Mọi người đều cau mày. Ông lão áo xám nhìn sang, đan dược bị hỏng, dược lực không còn, loại. Khống chế lửa không tốt, luyện chế thất bại, loại. Nổ đỉnh, loại. Trong chốc lát, lại có thêm vài người bị tước quyền thi đấu. Đột nhiên, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi. Ha ha han. Một ông già hưng phấn hét lên. Ánh mặt của mọi người đều đổ dồn tới. Ông lão kích động mở ra đan đỉnh, một mùi thuốc nồng nặc lập tức tỏa ra bốn phương, tiếp đó một viên đan dược đen thui bay ra ngoài. Ông lão áo xám lắc đầu, đan được luyện thành, nhưng đáng tiếc lại không có đan văn,
cuối cùng ngưng kết cũng thất bại, loại. Không. Tâm lý ông lão kia bị đả kích nặng nề dẫn tới khí huyết không thông, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu rồi rơi vào hôn mê. Người của tông môn đó lập tức xông lên đưa ông lão xuống. Trong phút chốc, trên quảng trường chỉ còn Thương Bình lão nhân, Cổ U, đại sư Hỏa Mãng. Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh, Lục Thiêu, Diệp Bắc Minh. Tổng cộng 7 người, toàn bộ những người khác đều đã bị loại. Thật tốt quá, Tử Chân, Tử Linh vẫn kiên trì được, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ ắt hẳn sẽ có cơ hội lọt vào top 5, Hứa Đại Niên kích động không thôi. Lọt vào top 5 của Đại hội Thiên Đan là một bước tiến không nhỏ đối với danh tiếng của Thần Ngự Tông. Lục Thiêu gầm lên với đôi mắt hẳn rõ tia máu, mẹ kiếp. Vậy mà nổ đỉnh rồi, chết tiệt. Đan đỉnh phát nổ, loại. Ông lão áo xám liếc Lục Thiêu một cái. Lục Thiêu yên lặng trở lại nhóm người Luân Hồi Tông, cúi đầu buồn bã nói, bảo lão, thực xin lỗi, con thất bại rồi. Sắc mặt Bảo Kiếm Phong vẫn thản nhiên không chút gợn sóng, vốn dĩ lão phu cũng không ôm nhiều hy vọng với con. Sở Y Thủy suýt chút phì cười, Lục Thiêu rất xấu hổ. Đúng rồi, con nhận được công thức của đan dược gì vậy, Bảo Kiếm Phong hỏi. Đây mới là vấn đề ông ta thực sự quan tâm, chỉ cần là đan sư tham gia vòng cuối cùng của Đại hội Thiên Đan, bất luận là có thể luyện chế thành công ra đan dược như đề bài ra hay không, ít nhất cũng sẽ nhận được một công thức từ Linh Quy Thiên Tôn. Đây cũng là mục đích lớn nhất của mọi người khi tham gia Đại hội Thiên Đan. Về phần Quy Linh Đan, chỉ có người đứng đầu mới có thể lấy được. Lục Thiêu cung kính đáp, bẩm trưởng lão, con giành được đan dược tên là Tiềm Năng Đan. Tầm năng đan, có tác dụng gì, Bảo Kiếm Phong nhướng mày. Giọng nói Lục Thiêu đè thấp xuống, theo như giới thiệu thì tiềm năng đan này có thể giúp người tu võ lập tức tiến thêm một cảnh giới lớn. Cái gì? Bảo Kiếm Phong giật mình kinh hãi, vậy đó không phải còn khủng bố hơn cả Quy Linh Đan sao? Lục Thiêu có chút ngượng ngùng, bảo lão, người nghe con nói xong đã. Tuy rằng tiềm năng đan có thể khiến người dùng lập tức đột phá một cảnh giới lớn nhưng chỉ có thể duy trì trong khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng sau, không những trở về trạng thái ban đầu mà cảnh giới vốn có cũng sẽ thụt lùi một bậc. Bảo Kiếm Phong rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thì ra là thì nói hết một lượt, kẻo lại làm lão phu vui mừng vô ích. Lần sau có lời gì? Nhưng tại thời khắc cận kề tử vong thì uống một viên tiềm năng đan, tăng vọt một cảnh giới lớn không biết chừng còn phản kích chém giết ngược lại đối phương nữa. Cho dù cảnh giới bị thụt lùi thì cũng vẫn tốt hơn là chết. Tạm thời gác những chuyện này sang một bên. Điều mà lão phu lo lắng nhất chính là thằng nhóc kia đến bây giờ vẫn chưa bị loại. Lông mày Bảo Kiếm Phong nhíu chặt không buông, ánh mắt lại rơi xuống người Diệp Bắc Minh, chỉ thấy Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, ngọn lửa trong tay chập chờn bất định, tụ lại dưới đỉnh thái cực. Lại nhìn sang Thương Bình lão nhân, Cổ U, đại sư Hỏa Mãng đang sục sôi ngất trời cùng lúc khống chế 7-8 lò luyện đan. Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh thì gấp tới mức đổ mồ hôi như mưa, tay chân luống cuống. Một giây sau, phụt, phụt, hai chị em gần như cùng lúc phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt và dừng lại công việc trên tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại dừng lại? Không có mùi khét, có nghĩa là đan dược không bị hỏng. Đan đỉnh cũng không nổ tung, nhiệt độ cũng không có vấn đề gì. Tại sao đột nhiên dừng lại? Khi mọi người còn đang tự hỏi tại sao? Giọng nói của ông lão áo xám lại vang lên, sức mạnh thần hồn của hai người tiêu hao quá độ. Không còn cách nào tiếp tục luyện đan nữa, loại. Mọi người sửng sốt, sức mạnh thần hồn đã cạn kiệt. Vậy mà không phải nguyên nhân kỹ thuật, mà do thần hồn không đủ mạnh mẽ. Hai người đứng dậy liếc Diệp Bắc Minh cách đó không xa. Sau đó im lặng quay trở vị trí đứng của Thần Ngự Tông. Chúng ta không xứng với một lòng khổ tâm của sư phụ. Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh vô cùng tự trách. Hứa Đại Niên lại cười như hoa, ha ha ha. Hai vị sư muội không cần tự trách đâu. Ta đã kịp thời thông báo cho sư phụ tin tức ở đây, sư phụ không hề trách cứ hai người. Hả? Hai người đều có chút ngạc nhiên. Hứa Đại Niên đưa tới một tấm ngọc bội, bên trong liền vang lên giọng nói của một người phụ nữ, mọi chuyện ta đều biết cả rồi, hai người các con chẳng. Qua là sức mạnh thần hồn không đủ mà thôi. Là do lúc nhỏ thần hồn của các con từng bị tổn thương, không thể trách các con được. Có thể đạt được vị trí thứ 5 và thứ 6 đã là ngoài dự liệu của sư phụ rồi. Cảm ơn sư phụ đã khen ngợi ạ. Đám sương mù trong trái tim họ như được cuốn sạch đi. Người phụ nữ khẽ hừ, các con cũng đừng vui mừng quá sớm,
sau này cũng không thể buông lơi. Còn chưa nói xong, bùm, một tiếng nổ chói tai lại vang lên. Bầu trời phía trên toàn bộ quảng trường bị mây đen bao phủ, sấm sét liên tục lóe lên. Nhìn xem, đó là cái gì? Có người hét lên, thuận theo phương hướng người đó chỉ mà nhìn sang. Chỉ thấy, phía trên bảy lò luyện đan mà Thương Bình lão nhân đang khống chế vậy. Mà ngưng tụ ra một con kỳ lân màu máu. Một con phượng hoàng đỏ rực cũng đồng thời ngưng tụ trên bầu trời phía trên tám đan đỉnh của cổ yêu ai. Về phía tám đan đỉnh của đại sư Hỏa Mãng thì ẩn hiện bóng dáng của một con rồng màu vàng. Ba loại thần thú kỳ lân, phượng hoàng, chân long không ngừng gầm thét. Hòa nhịp với tiếng sấm sét trên trời. Sách cổ ghi lại, nếu có linh dược xuất thế, phía trên đan đỉnh sẽ xuất hiện kỳ lân, phượng hoàng, chân long, một ông lão tóc bạc run lên vì phấn khích. Vừa nói ông ta vừa hưng phấn quỳ sụp xuống đất, trời ơi! Lão Hủ đã nghiên cứu đan đạo hơn 30.000 năm nay, đời này vậy mà có thể gặp được dị tượng kết thành linh đan. Hơn nữa còn là ba viên cùng một lúc. Linh đan! Bảo Kiếm Phong nhìn chằm chằm ba người Thương Bình lão nhân, Cổ U, Đại sư Hỏa Mang, trong đôi mắt già nua tràn ngập kinh ngạc. Trong lòng lại sóng gào biển gầm. Lục Thiêu há hốc mồm kinh ngạc, kết thành linh đan. Chuyện như vậy thật sự có thể sao? Sở Y Thủy thì hoàn toàn trái ngược mà lo lắng nhìn hướng Diệp Bắc Minh. Phía trên đan đỉnh của ba người Thương Bình lão nhân, Cổ U, Đại sư Hỏa Mãng đều đã xuất hiện dị tượng, điều này chứng minh anh Diệp thua cuộc rồi. Sao? Thiên Cơ lão nhân sững sờ tại chỗ, hoàn toàn bị chấn động trước cảnh tượng nghìn năm có một này. Sư phụ, anh Diệp sẽ thua sao? Đối mặt với câu hỏi của Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng, Thiên Cơ lão nhân chỉ biết cười khổ một tiếng, các con có biết linh đan có ý nghĩa gì không? Là thứ ngự trị phía trên tất cả các loại đan dược, đan ý, đan mạc, thánh phẩm, tôn phẩm hay cửu đạo đan văn gì đó khi đứng trước mặt linh đan đều yếu ớt đến mức phát nổi. Hai chữ linh đan giống như sự khác biệt giữa vũ khí của người tu võ sau khi nhận được khí linh và vũ khí bình thường. Một cái trên trời, một thứ dưới đất. Gương mặt xinh đẹp của Nghê Hoàng thoát cái tái nhợt, sư phụ, thực sự khoa trương như vậy sao? Thiên Cơ lão nhân thở dài, con đoán xem. Tại sao quy linh đan lại có tác dụng khủng bố như vậy? Chính là phía sau nó có thêm hai chữ tinh đan này. Nghe được lời này, Nghê Hoàng ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh vẫn đang tập trung luyện chế, nói như vậy thì không phải anh Diệp thua chắc rồi sao? Thiên Cơ lão nhân cười gượng một tiếng, trừ phi đồ nhi này của ta luyện ra được quy linh đan. Dường như cũng cảm nhận được tình huống xôn xao bên này, người phụ nữ vội hắt hồ nhi, bên con xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao sư phụ giống như nghe được kết thành linh đan gì đó? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tử Chân nuốt khan, sư phụ. Cô bé giải thích mọi thứ trước mắt một lượt. Người phụ nữ nghe xong thì không kìm được hít ngược một ngụm khí lạnh, gì? Ba lão già kia vậy mà đã đạt tới trình độ luyện đan đó rồi. Khi mọi người còn đang thảo luận sôi nổi. Xung quanh Thương Bình lão nhân, Cổ U, Đại sư Hỏa Mãng ngưng kết một trường năng lượng cực kỳ hào hùng. Kỳ lân đang gầm thét, phượng hoàng đang gieo ca, chân long gầm rút. Giây tiếp theo, mở ra cho tai. Thương Bình lão nhân, Cổ U, Đại sư Hỏa Mãng gần như đồng thời mở mắt, đan đỉnh ầm một tiếng mở nắp, tiếng sấm đột ngột từ trên trời giáng xuống. Từ trong đan đỉnh của mỗi người lao ra một viên đan dược. Thương Bình lão nhân khẽ quét, kỳ lân chân huyết đan. Phẩm cấp, bán bộ linh đan, kết thành. Cổ U bên cạnh cũng đắc ý hét lên, phượng huyết đan. Phẩm cấp, bán bộ linh đan, kết thành. Đại sư Hỏa Mãng cũng không kém cạnh mà cười ngạo nghễ, long huyết đan. Phẩm cấp, bán bộ linh đan, kết thành. Tuy rằng chỉ là bán bộ linh đan nhưng vẫn khiến người ta rung chấn như cũ. Ba người đồng thời nhìn về phía ông lão áo xám đại diện cho người bảo vệ đảo rùa, La Lão, đại hội thiên đan lần này nên kết thúc rồi đi chứ. Con người La Lão co rụt lại, quét về phía Diệp Bắc Minh vẫn đang miệt mài chế luyện. Một lát sau mới gật đầu coi như đồng ý, tôi tuyên bố đại hội thiên đan. Đột nhiên, một giọng nói hở hững vang lên, cũng không sai biệt lắm. Đại hội thiên đan quả thực nên kết thúc rồi. Bá Tông, Đạo Tông, Bảo Kiếm Phong, Lục Thiêu, Sở Y Thủy của Luân Hồi Tông. Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh, Hứa Đại Niên. Thiên Cơ Lão Nhân, Hướng Ly Ly, Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi đều ngẩn người nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia, Diệp Bắc Minh. Lục Thiêu phá lên cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh cậu cũng không mở to đôi mắt chó của mình ra nhìn xem.
trong quá trình luyện đan của ba vị tiền bối Thương Bình lão nhân, Cổ U, đại sư Hỏa Mãng đều xuất hiện dị tượng thần thú thượng cổ, đây là điểm báo cho linh đan. Cậu đã thua rồi, còn dám sủa bậy. Còn chưa nhìn qua đan dược mà tôi luyện chế ra mà cứ như vậy bị phán thua cuộc rồi. Không cần nhìn nữa, cậu luyện ra đan dược gì thì cũng thua rồi, Lục Thiêu lắc đầu chế giễu. Nếu như tôi luyện ra quy linh đan thì sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười, bàn tay nắm vào hư không. Bùm một tiếng, đỉnh thái cực đột nhiên mở ra. Một viên đan dược màu đỏ bay vọt ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, một luồng dược lực như sóng thần lập tức bùng nổi. Kỳ Lân Chân huyết đan, Phượng huyết đan, Long huyết đan, bỗng nhiên bị lu mờ thất sắc. Không thể nào. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Trời đất ạ, Quy Linh đan, tên nhóc này vậy mà luyện chế ra Quy Linh đan rồi. Toàn trường thoáng chốc náo động như vỡ trận. Thương Bình lão nhân ngẩn người, Cổ U ngơ ngác, đại sư Hỏa Mãng chết lặng. Bảo Kiếm Phong thì ngỡ ngàng tới mức mí mắt giật giật liên tục. Sở Y Thủy kinh ngạc há hốc miệng. Lục Thiêu thì trực tiếp nhảy dựng lên. Trái tim của Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng cũng đập điên cuồng như trống dồn, họ giống như vừa bừng tỉnh sau cơn mơ, liều mạng dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Sư phụ, người đúng là liệu sự như thần mà. Thiên Cơ lão nhân xém chút rớt cả tròng mắt, lần này ta thực sự không tính tới. Không chỉ bọn họ mà hàng chục triệu người tu võ và đan sư đang có mặt, còn có 8 người bảo vệ khác của đảo rùa, Thương Bình lão nhân, Cổ U, đại sư Hỏa Mãng, toàn bộ đều đứng dán chặt mắt lên viên quy linh đan kia, đôi mắt của họ dường như đang nhỏ máu. Không đúng, nhóc con, trước đó cậu đã giành được một viên quy linh đan. Tôi biết rồi, cậu nhất định là giữ lại viên quy linh đan đó cho đến hiện tại. Cậu gian lận, Lục Thiêu giống như phát điên mà giống lên, không có cách nào chấp nhận sự thực này. Diệp Bắc Minh cười lạnh, tôi biết anh sẽ nói như vậy. Cho nên tôi đã luyện ra 2 viên. Nói đoạn viên quy linh đan thứ 2 dùng một đường cong đẹp để bay ra khỏi đỉnh thái cực rồi lơ lửng giữa không trung khiến tất cả phải trợn mắt kinh ngạc. Khi viên quy linh đan đầu tiên xuất hiện mọi người đều có cùng suy nghĩ với Lục Thiêu. Ồ, phải là Diệp Bắc Minh giấu viên quy linh đan đầu tiên đó đi không? Nhưng khi anh lấy ra viên thứ 2, họ lúc này mới tin rằng Diệp Bắc Minh thực sự đã luyện chế thành công ra Quy Linh Đan. Quy Linh Đan, thằng nhóc này vậy mà thực sự luyện chế ra được Quy Linh Đan. Đầu óc Thiên Cơ lão nhân ong ong. Đôi mắt đẹp của ba người Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng đều sáng ngời sự phấn khích, xen vào đó là chút kinh ngạc cùng mừng vui. 8 người bảo vệ đảo rùa thậm chí còn đến bên cạnh và đứng rào xung quanh Diệp Bắc Minh, đến giọt nước cũng không lọt. 8 đôi mắt gần như mở to hết cỡ nhìn chăm chú vào 2 viên quy linh đan này. Quả nhiên là quy linh đan. 8 người họ đã quá đỗi quen thuộc với mùi hương của quy linh đan. Ông lão áo xám nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm trang nói, lão Phu La như hỏa tại đây nghiêm túc xác nhận lại, viên quy linh đan này thực sự là do cậu luyện chế ra sao? Linh Quy Thiên Tôn thực sự đưa công thức của quy linh đan cho cậu rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, đúng vậy. 8 người liếc nhìn lẫn nhau. Giây tiếp theo. Họ vậy mà bước tới, quỳ xuống một gối, N nhận chúng tôi làm đệ tử. Diệp Đại Sư, xin cậu hãy thu. Trời ạ! Cảnh tượng này khiến hàng chục triệu người trên quảng trường choáng váng toàn tập. 8 người bảo vệ đảo rùa thực sự quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh, cầu xin anh thu nhận làm đệ tử. Điều này thật quá khó tin. Diệp Bắc Minh có chút giật mình, tại sao? Sắc mặt La Như Hỏa không giấu được nét kích động, Diệp Đại Sư, chúng tôi ở lại đây làm người bảo vệ chính là muốn trở thành đệ tử của Linh Quy Thiên Tôn. Nhưng mấy vạn năm qua, Linh Quy Thiên Tôn tuy rằng thỉnh thoảng vẫn truyền lệnh xuống nhưng chúng tôi lại chưa từng chân chính được diện kiến ngài ấy. Hiện tại Linh Quy Thiên Tôn lại giao công thức của Quy Linh Đan cho cậu, đương nhiên là đã thừa nhận cậu trở thành người kế vị của ngài ấy rồi. Chúng tôi bái cậu làm thầy, hy vọng có thể ở bên cạnh cậu học tập kỹ thuật luyện đan từ cậu. 7 người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Với ánh nhìn đầy khao khát, ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, luôn cảm thấy có điều gì đó quái lạ trong đó, cuối cùng vẫn là thẳng thừng từ chối, xin lỗi, tôi tạm thời không có hứng thú thu đồ đệ. Khuôn mặt của vài người hiện rõ sự thất vọng. Diệp Bắc Minh, mọi người đứng dậy trước đi. 8 người lúc này mới chậm gì gì đứng dậy. Giây tiếp theo, ánh mắt Diệp Bắc Minh lại đảo qua nhìn đám người Luân Hồi Tông, La Lão. Vị trí đứng đầu của Đại hội Thiên Đan lần này là tôi rồi đúng. Không. La Như Hỏa nghiêm túc gật đầu,
đương nhiên rồi, trừ phi có người có thể luyện ra quy linh đan giống như cậu. Nếu không, người đứng đầu nhất định phải là cậu. Được. Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn chằm chằm sắc mặt đen kịt như đáy nồi kia của Bảo Kiếm Phong, Bảo trưởng lão, tôi nhớ là Luân Hồi Tông đã đánh cược với tôi 10 tỷ viên đá tinh thần phải không? Nếu hôm nay tôi giành giải nhất đại hội thiên đan, 10 tỷ viên đá tinh thần của Luân Hồi Tông đâu? Bảo Kiếm Phong có một loại xúc động muốn giống to hai chữ mẹ nó. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ tới thằng nhóc này vậy mà có thể luyện chế ra quy linh đan. Làm thế nào đây, là 10 tỷ viên đá tinh thần đó. Nếu tông môn biết được, chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Đáng chết, khốn kiếp, mẹ. Nói. Sắc mặt Bảo Kiếm Phong đã tái xanh như tàu lá chuối, trông không khác gì một bảng pha màu. Ông ta là trưởng lão của Luân Hồi Tông, không sai, nhưng cũng chỉ có chút. Quyền lợi nhỏ bé trong nội môn mà thôi. Nếu làm mất mặt Luân Hồi Tông, không chỉ là ông ta, mà toàn bộ nhà họ Bảo cũng sẽ bị Luân Hồi Tông thẳng tay xé nát. Bảo trưởng lão, ông sẽ không phải là muốn trốn nợ đó chứ? Từng câu từng chữ của Diệp Bắc Minh như ma âm lọt vào tai ông ta, ở đây vừa hay có vài triệu người tu võ đang nhìn đó, nếu tin tức này truyền ra ngoài. Bảo Kiếm Phong đột nhiên biến sắc. Ông ta vội nặn ra một nụ cười giả là còn khó coi hơn cả khóc, tiểu huynh đệ à, những lời tôi nói trước đây đều là hiểu lầm thôi. Hay là như thế này đi, lão phu bằng lòng lấy danh nghĩa của Luân Hồi Tông thu cậu làm đệ tử nội môn, hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc tông chủ. Đồng thời lão phu bảo đảm, chỉ cần lão phu có tài nguyên thì cậu đều có thể tùy ý sử dụng. Lão phu thậm chí có thể thu cậu làm đệ tử thân truyền, tôi còn có vài cháu gái, mỗi người đều lớn lên như hoa như ngọc. Bảo Kiếm Phong càng nói càng đắc ý. Thực lực kinh người mà Diệp Bắc Minh thể ra khiến ông ta thực sự rất rung động. Dị hỏa, phần thiên chi diễm. Công thức của quy linh đan, còn có thể luyện chế ra quy linh đan hoàn chỉnh. Bất luận là điểm nào thì Bảo Kiếm Phong đều hạ quyết tâm phải lung lạc được Diệp Bắc Minh này. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt khinh thường, ông cũng xứng làm sư phụ của tôi sao? Nụ cười của Bảo Kiếm Phong đông cứng lại. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia quân bách, ngay sau đó được thay thế bằng sự phân nộ vặn vẹo, nhóc con, cậu nói cái gì? Tôi nói là, ông cũng xứng làm sư phụ của tôi sao? Diệp Bắc Minh lặp lại. Mỗi một chữ đều giống như một cái tát hung hăng quăng lên mặt Bảo Kiếm Phong. Thứ khốn kiếp, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy. Trung kỳ của Bảo Kiếm Phong giống như vũ bão mãnh. Hơi thở đạo tôn tới. Tất cả những người tu võ trong phạm vi trăm mét đều ngã phịch xuống đất. Diệp Bắc Minh, người đối diện trực tiếp với áp lực cảnh giới đạo tôn vẫn sừng sững như núi. Ha 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 ha. Một lát sau, Bảo Kiếm Phong thẹn quá hóa cười. Diệp Bắc Minh, lão phu nhớ kỹ cậu rồi. Những thứ trong nhẫn chứa vật này đại khái có giá trị ngang 500 triệu viên đá tinh thần. Dứt lời liền ném nhẫn sang. Diệp Bắc Minh dùng ý niệm quét nhanh qua, không đủ. Nếp nhăn nơi khóe mắt Bảo Kiếm Phong giật giật, Lục Thiêu. Nhẫn chứa vật của con cũng đem ra đây. Lục Thiêu sững sờ, bảo lão, con. Coi như lão phu mượn, cũng không phải là không trả, Bảo Kiếm Phong. Quay ngoắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng Lục Thiêu. Lục Thiêu chỉ có thể không cam tâm giao ra nhẫn chứa vật của mình. Bảo Kiếm Phong kiểm tra qua rồi ném cho Diệp Bắc Minh, đồ trong hai nhẫn chứa vật này cộng lại cũng đáng giá bằng 1 tỷ viên đá tinh thần rồi. Còn lại 9 tỷ, về sau sẽ tính, một viên cũng không thiếu. Ánh mắt Bảo Kiếm Phong hung ác như loài thú hoang, xê ủng nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, nhãi con, ăn quá nhiều cẩn thận vỡ bụng mà chết. Chúng ta đi. Ông ta cáu gắt phất tay áo. Dẫn theo đám người Luân Hồi Tông nhanh chóng rời khỏi. Diệp Bắc Minh cũng không ngăn cản, ngó lơ mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng bước đi về phía nhóm người Thần Ngự Tông, gương mặt Hứa Đại Niên đã nín nhịn tới đỏ bừng, Diệp. Diệp tiền bối, nếu như trước đây có chỗ nào, đắc tội, tôi xin lỗi ngài. Có thể duỗi. Diệp Bắc Minh không quan tâm tới cậu ta, mà nhìn hướng hai người Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh. Thần hồn của hai người bị làm sao vậy? Bị hao tổn chút thôi, nhưng 1-2 năm hẳn là có thể khôi phục, Hàn Tử Chân đáp. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, há miệng. Hả? Hai người đều choáng váng. Há miệng. Diệp Bắc Minh không giải thích, hai người theo bản năng hé môi, hai viên đan dược trong nháy mắt đã rơi vào trong khoang miệng, một luồng sức mạnh. Lập tức nở rộ trong cơ thể họ. Ngoại trừ trợ giúp đột phá cảnh giới thì quy linh đan còn có tác dụng khôi phục thần hồn. Nhiều nhất trong vòng 4 giờ,
thần hồn của hai người sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiền bối, hai người ngỡ ngàng, không chỉ bọn họ mà tất cả người tu võ có mặt đều há hốc mồm. Đây thế nhưng là quy linh đan đó. Đại hội thiên đan cứ 10.000 năm tổ chức một lần, mỗi lần chỉ thưởng một viên quy linh đan. Nhóc con này vậy mà trong nháy mắt lãng phí mất hai viên để giúp hai vị này khôi phục thần hồn. Mẹ kiếp, tên nhóc này tán gái đúng là hạ cả vốn mài rất nhiều người tu võ gần như nôn ra máu. Đối với người khác, quy linh đan cực kỳ quý giá, nhưng đối với người này, quy linh đan đã chẳng là gì nữa rồi. Dù sao hắn cũng có được công thức chế tạo quy linh đan, hơn nữa còn có thể đích thân luyện chế ra, ánh mắt một vị trưởng lão của bá tông tối sầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.